Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, lại là mình. Nước bão mưa Thì trước khi bắt đầu vào video, mình có một câu đố dành cho các bạn. Đây, các bạn đoán được cái này là cái gì không? Hãy cho mình biết bằng cách comment bên dưới nha. Cái nó khó với các bạn lắm nhỉ? Vậy thì mình sẽ gợi ý cho các bạn. Đây là một thứ rất là quen thuộc và hầu như ngày nào các bạn cũng được thấy nó. Chắc các bạn cũng đoán ra được rồi đúng không? Vậy thì mình sẽ nói ra luôn. Thì đây chính là nút Bruh. subscribe. Vãi cả. Thứ mà các bạn xem YouTube lúc nào các bạn cũng thấy nhưng mà các bạn không bao giờ ấn cho mình. Thế thì các bạn hãy ấn màu ở phía dưới đi. Và theo mình được biết, màu xanh dương cũng là màu tượng trưng cho hòa bình. Vậy thì các bạn hãy ấn cái nút like cho nó lên màu xanh dương đi để các bạn có thể xem video này trong hòa bình. Đúng vậy, ấn để xem video này trong hòa bình. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn xem. Với tuổi thọ trung bình là 3 năm, có thể cho là lão làng trong những tựa game One Piece trên Roblox. Và tính tới thời điểm này thì game đã đi được 17 cái update và trong đó là có update 17 Part 1. Thì những thứ được cập nhật vô cái tựa game này có thể nói là nhiều, không thể kể được. Thật ra có thể kể được nhưng mà mình lười. Và các bạn biết không, những thứ gì mới cập nhật vào thì những thứ cũ nếu mà nó không có công dụng đặc biệt nó sẽ rơi vào bị lãng quên. Trong đó sẽ bao gồm cả vũ khí, súng và trái ác quỷ. À, thật ra là trái dragon này nó không bị lãng quên đâu các bạn, mà mình lấy ra là mình khoe cho các bạn là mình random ra được trái dragon đấy. Vậy nên trong video này mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn top 5 những thứ đã bị lãng quên trong Lockwood. Top 1, Flint Lock và những người bạn. À nhầm, Flint Lock và những vũ khí khác. Đau mày. Ok, cảm ơn, tao biết rồi. Headshot. Đây là một trong những vũ khí đã bị các bạn bỏ quên. Đây là cây Flint Lock ha. Thì cây này được ra mắt vào cái update 1 luôn ha. Thì rất ít bạn sử dụng những cây vũ khí để farm. Đa số là các bạn sử dụng melee, kiếm và nhiều nhất là trái ác quỷ. Chứ súng thì mình thấy chỉ một số bạn dùng để kéo quái thôi. Và nếu các bạn còn nhớ thì đã có một lối buông về một cây vũ khí. Mình nhớ không nhầm thì đó là cây Canon hay là cây bazooka các bạn. Cái lõi bùn này là của ASIO nhưng mà mình tìm trên YouTube nhưng mà không thấy nữa ha. Có thể anh này đã xóa video đi hoặc là mình nhầm cái lõi bùn này từ một YouTuber nào đó, nhưng mà mình nghĩ là chắc các bạn nào chơi lớp phút lâu các bạn sẽ biết lõi bùn này. Thì lõi bùn này là các bạn sẽ có được cái cây bazooka, nhưng mà ở đây là rất là nhiều cây bazooka, có thể nói là 9 cây, nói chung là full slot trong lớp phút hiện nay luôn. Và việc của các bạn duy nhất chỉ là các bạn sẽ ấn từng ô và click liên tục cho nó bắn. Điểm đặc biệt của cái boom này là các bạn sẽ không cần hồi thời gian cooldown của cây bazooka. Và tất nhiên những cây nào mà có thời gian cooldown lâu thì nó sẽ có đam rất là to ha. Đấy, và cây bazooka đam nó cũng khá là to ở thời điểm bây giờ, nên là việc boom 9 cây cùng lúc bắn không thời gian cooldown có thể nói là vũ khí bá đạo, rất là bá đạo luôn. Nhưng mà giờ từ khi cái loại bung nó được bị fit á thì cây Canon nó đã không còn được nhiều người sử dụng nữa, và nó cũng như là một legend thôi, nên là cây Canon này hoặc là cây bazooka các bạn đã bị lãng quên ha. Và ngoài những cây súng nó ra thì chúng ta còn rất là nhiều vũ khí nữa, ví dụ như là kiếm, cây này và cái này, rất là nhiều cây khác, trong đó là có cả accessory nữa ha. Và nó cũng đã bị lãng quên do công dụng của nó. Một là nó rất là yếu, hai là nó không được nhiều người chơi trọng dụng mấy, nên thì sẽ có rất là nhiều người không sử dụng khiến cho nó đã bị lãng quên. Top 2, đảo là thứ khá là quen thuộc và cũng khá là cần thiết đối với những tựa game Lockwood ha. Thì đây mình sẽ cung cấp cho các bạn hai cái đảo mà đã bị gần như là lãng quên trong Lockwood. Và nếu như mà các bạn có để ý thì chỉ rất ít lý do mà các bạn có thể đến đây thôi. Thứ nhất là bên C1 chúng ta sẽ đến một cái đảo nhỏ nhỏ nằm ở giữa biển này. Và ở đây chỉ có một con boss duy nhất và một cái room diamond. Chúng ta sẽ không có NPC nhận nhiệm vụ để farm con boss này ha. Và con này ở đây duy nhất chỉ với một công dụng, đó chính là đánh con boss này để hoàn thành chủ nhiệm vụ lấy cây Saber ha. Ê Dio. Sao, Zutaro? Mày có biết điểm khác biệt giữa tao và mày là gì không? Là sức mạnh chứ gì? Không, đó là tao đã like và subscribe cho nước Power, còn mày thì không? Vãi cả. Chết đi con, mày thì không like và subscribe cho nước Power hả? Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, đúng.
Đúng, hợp lý. Và lý do mà các bạn đến đây thì mình nghĩ là chỉ có 3 lý do thôi. Thứ nhất, các bạn đánh con boss này để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ lấy Saber. Thứ hai, các bạn đến đây là lấy cái rune diamond. Và thứ ba là các bạn đến đây là để lượm chết quỷ. Tại đây cũng có cây các bạn, thì chết quỷ sẽ có tỷ lệ spam ha. Ở bên C2 cũng có một đảo, đó chính là cái đảo này. Khác với lại cái đảo ở C1 thì cái đảo này là rất là xa và nó cũng dở hơn rất là nhiều ha. Ở đây thì các bạn cũng đến đây chỉ vì hai lý do. Một là lấy cái slingshot của con NPC này và lượm chết quỷ thôi. Mình đã lượm được trái OB một lần ở cái đảo này nên đảo này cũng khá là hên ha. Top 3, chúng ta sẽ cùng đổi gió qua NPC. Và NPC là những thứ có thể nói là rất quan trọng trong tựa game này. Mỗi NPC đều có một công dụng khác nhau. Ví dụ như là con này dùng để set spam boy, con này dùng để xem chết quỷ và mua chết quỷ, còn con này để random chết quỷ, vân vân và may may. Nhưng các bạn biết không, có một NPC rất ít người biết đến và cũng rất ít người sử dụng nó, đó chính là con Remove Default này. Thì các bạn có thể tìm con này ở C1 trên cái vành nhà của Immendow ha. Đây, công dụng duy nhất của con này đó chính là xóa chết quỷ đi. Và khi xóa chết quỷ đi, các bạn sẽ có thể bơi xuống dưới nước mà không sợ mất máu. Đây, giống như mình. Nhưng mà cái này để làm gì khi mà các bạn phải reset chết quỷ chỉ để được bơi dưới nước? Ôi dồi ôi, chắc phải xem chừng Đức Bo 24 tiếng thì mới ngáo ngơ như vậy được. À khoan, thì xem cũng gần xong rồi. Được. Hào án. Top 4 sẽ là về cái Wanted này. Thì ở đây dịch ra thì nó là tờ chi nã ha. Cái tờ chi nã này lúc mà nó được update ra thì rất là nhiều người thích nó, bởi vì nó sẽ cho các bạn xem được các bạn được chi trả bao nhiêu ha. Thì bắt ở đây chỉ là 50.000 Billy thôi. Và những người khác trong server có thể lấy cái bản Wanted để các bạn lên và đi săn các bạn. Nếu mà săn được thì các bạn sẽ được số tiền tương ứng ha. Khá là hay luôn. Nhưng mà từ khi đào á mà mình không biết á. Và nói chung là update 17 bắt 1 thì mình đã không còn ấn được cái Wanted này nữa. Đây các bạn có thể thấy mình ấn rất nhiều nhưng mà không thể giật được á. Và ở bên C3 cũng có một NPC có thể giật được cái quét kêu người như vậy. Thì nó cũng giật được rất là nhiều kinh nghiệm và tiền luôn ha. Nhưng mà ở C1 C2 thì làm gì có NPC dẫn cái quét kêu người như vậy. Các bạn phải ấn, nhưng mà mình đó không có được. Các bạn nào biết thì có thể comment bên dưới ha. Mình nghĩ một phần cũng là do nó không ấn được. Và đi săn người theo cái cách này cũng phải tìm thanh niên đó nữa. Mà cái đảo trong lúc phút các bạn biết rồi, nó rất là rộng, nên là nhiều thanh niên cũng bỏ qua cái chức năng này, khiến cho cái tàu Wanted này bị bỏ rơi ha. Top 5 thì chúng ta sẽ gõ ghi qua tí về boss trong tựa game này ha. Một con boss đã có thể nói là thực rất là mạnh, nhưng mà giờ nó đã bị lãng quên đi, đó chính là con này, boss râu trắng. Thì công dụng của con này thì các bạn cũng biết rồi, nó dùng để đánh lấy kinh nghiệm và đặc biệt là update cây Bisito lên V2 ha. Thì từ khi cây Bisito V2 được ra mắt, con boss này được săn lùng rất là nhiều. Nhà nhà người người đều trên server tụ tập team để đánh được con này để lấy cây Bisito V2. Thì cây Bisito V2 là một trong những cây cực ngon cho những người free to play như mình. Cút ra ngoài. Thì kể từ khi cây Saber V2 được ra mắt thì cây Bisito đã không giữ được vị trí của mình. Người ta sẽ chọn cây Saber V2 hơn, tại vì cây này nó dễ lấy và gần như là không tốn tiền để mua cái cây này. Các bạn chỉ cần đến boss thôi là có tỷ lệ ra rồi. Còn cây Bisito các bạn phải farm tới tận 1.200.000 tiền thì các bạn mới mua được. Và mình biết là cái video này của mình còn thiếu sót rất là nhiều, nên mình sẽ để cho các bạn comment ở bên dưới nha. Hãy comment những thứ mà các bạn cho rằng nó đã bị lãng quên trên lớp phút ở bên dưới video này, để cho các bạn khác cùng xem và ý kiến ha. Và video này cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình, nên nếu sai sót các bạn cũng hãy comment bên dưới cho mình nha. Thì đó là top 5 những thứ đã bị lãng quên trong lớp phút. Nếu các bạn thấy thích video clip này, đừng quên để lại cho mình một like, subscribe cho đối mình. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.